Người đàn ông này dùng đá tự đập vào tay mình, ném miếng thịt cho bầy chuột ăn, thành lập giao ước với bầy chuột, giúp anh ta giết hết người trong làng. Mọi chuyện bắt đầu từ nửa năm trước, anh Long đưa con trai đến thành phố chữa bệnh, đi ngang qua một ngôi làng, thấy hai cha con đi đến người trong làng đều không hoan nghênh lắm. Đàn ông thì biểu tình phức tạp, phụ nữ thì tỏ ra sợ hãi, đám trẻ con thì trốn một chỗ. Điều này khiến hai cha con rất nghi ngờ, bọn họ đến tìm trưởng thôn. Muốn ở nhờ một đêm, trưởng thôn cũng rất hiếu khách liền đồng ý, còn bảo người trong làng mang đồ ăn ngon đến. Nhưng khi hai cha con nói đến chiến tranh đã kết thúc, khuôn mặt trưởng thôn liền biến sắc. Ông ta cảnh cáo anh Long, không được nói tin tức này cho bất kỳ ai. Hóa ra ông ta luôn lấy lý do chiến tranh đáng sợ, không cho ai ra ngoài, để bảo vệ địa vị của bản thân. Ông ta có thể làm tất cả. Đến tối trưởng thôn lại bảo anh Long nói với người dân, chiến tranh vẫn đang xảy ra, mỗi ngày đều có người bị giết. Trong lúc nói chuyện anh Long biết được ở đây có dịch chuột rất nghiêm trọng. Mỗi ngày có rất nhiều hoa màu bị chuột ăn mất, nếu như không giải quyết thì họ cũng không trụ được nữa, ngôi làng này cũng sẽ không còn nữa. Có người đề nghị nuôi mèo để bắt chuột, nhưng bọn họ không ngờ rằng con chuột hung dữ cũng có thể giết con mèo. Khi mọi người đang không có biện pháp nào, anh Long nói mình có cách có thể diệt được chuột. Anh ấy có một cây sáo, chỉ cần thổi lên những giai điệu tương ứng thì tất cả động vật đều sẽ chạy mất. Người trong làng rất vui mừng, trưởng thôn cũng hứa rằng chỉ cần giải quyết được nạn chuột thì sẽ tặng anh một con bò. Anh Long rất vui mừng, nếu có con bò thì không lo tiền viện phí của con trai nữa rồi. Đầu tiên anh ấy lên đỉnh núi xác định hướng gió, sau đó tìm cửa hang của đàn chuột, đổ bột mì bầy chuột thích ăn nhất dọc theo các con đường, sau đó đốt loại lá mà bầy chuột ghét nhất, thuận theo hướng gió thổi khói bay khắp cả làng. Tiếp theo thổi một khúc nhạc dụ dỗ bầy chuột ra ngoài, hàng ngàn hàng vạn con chuột ào vào trong làng. Bọn chúng đi theo dấu vết bột mì chạy vào trong làng. Tốc độ của đàn chuột quá nhanh khiến anh Long hết hồn, bởi vì còn một đoạn đường trước cửa hang vẫn chưa giải bột. Nếu như không giải bột thì coi như công cốc hết. Anh Long vội vã cầm túi bột đến chỗ cửa hang, nhưng không cẩn thận trượt chân. Khi anh còn đang không biết phải làm sao, anh thấy con trai đang chống đỡ một tấm ván, một tay kia thì khó khăn cầm lấy túi bột, ném vào cửa hang chuột. Nguy hiểm cũng được giải trừ. Nhưng không đợi họ kịp thở phào, đàn chuột điên cuồng lao đến. Con trai chỉ đành dùng sức lực yếu ớt của mình giữ tấm ván, không được để đàn chuột phát hiện ra họ, nếu không sẽ bị ăn đến xương cũng không còn. Mặc dù đã cố gắng nhưng sức lực của cậu quá nhỏ, một mình cậu không thể chống lại sức của hàng nghìn con chuột. Tấm ván sắp sửa đổ rồi, có một con chuột cũng đã trèo qua được. Khi cậu bé sắp sửa tuyệt vọng, một đôi tay giơ ra đỡ lấy tấm ván, đó chính là anh Long. Người đàn ông này đang thổi sáo khống chế bầy chuột chui hết vào hang, cuối cùng chặn một cục đá to ở cửa động. Tất cả dân làng đều rất vui mừng, bọn họ đều cảm tạ anh Long từ tận đáy lòng. Ngay cả phù thủy trong làng cũng chấp nhận lời tỏ tình của anh Long, cô muốn cùng anh ấy đi khỏi đây. Nhưng cảnh này đã bị trưởng thôn nhìn thấy hết. Trưởng thôn tìm đến phù thủy, giẫm vào chân cô ấy. Phù thủy rất sợ hãi, trước kia cô ấy vì chạy trốn chiến tranh mà đến đây, tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của trưởng thôn. Trong làng có người bị bệnh phong, để không bị lây nhiễm, ông ta nhẫn tâm ép họ lên núi tự sinh tự diệt. Bà đồng tốt bụng cùng bệnh nhân miễn cưỡng sống qua ngày. Sau này chiến tranh xảy ra, người dân để giữ tính mạng, cầu xin bà đồng thu nhận bọn họ. Bà đồng không đồng ý. Trưởng thôn liền đánh một đứa trẻ đang ngủ phải khóc lên. Nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, bà đồng mềm lòng đồng ý thu nhận bọn họ. Nhưng người xấu vẫn sẽ là người xấu. Bọn họ sẽ không vì bạn giúp họ một lần mà thay đổi tính tình. Sau này đám dân làng đã nhốt bà đồng và người bệnh vào trong hang, khiến bọn họ phải chết trong đó. Bà đồng nhờ ăn thịt chuột nên vẫn sống sót. Bà ấy nhìn đám ác nhân này, dùng sinh mệnh hạ lời nguyền. Nếu có người ngoài đến nơi này thì sẽ giết hết bọn họ trong một đêm. Sau đó bà ấy bị người trong làng nhốt trong hang thiêu sống. Cũng từ đó trở đi trong làng bắt đầu có nạn chuột. Quay về hiện tại, phù thủy muốn anh Long đưa cô ấy đi luôn. Anh Long không đồng ý, anh ấy vẫn lo lắng về món quà của trưởng thôn. Nó chính là tiền chữa bệnh của con trai. Cuối cùng anh Long vẫn muốn tìm trưởng thôn lấy tiền. Tên trưởng thôn độc ác đã sớm có kế hoạch. Ông ta lấy ra xác một con mèo rồi nói nạn chuột vẫn chưa được giải quyết triệt để. Hơn nữa bọn tôi cũng phải giúp sức, vậy nên anh không thể lấy tiền được. Anh Long không đồng ý, anh muốn lấy tiền. Nhìn bàn tay đã mất mấy ngón, anh Long chỉ biết hét lên. Trưởng thôn lấy bản đồ trong túi anh Long ra, nói anh ấy là gián điệp, đến đây để lưu lại địa chỉ của ngôi làng này rồi giết hết bọn họ. Đối mặt với sự chất vấn của dân làng, anh Long quỳ trên đất xin họ hãy tin anh là người tốt. Nhưng đám dân làng chỉ toàn là người ích kỷ. Người từng chịu ơn huệ của anh Long còn dẫn đầu đánh đấm anh ấy. Ngay cả người phụ nữ anh yêu cũng chỉ đứng nhìn rồi vứt bỏ món quà anh ấy đã tặng. Cô ta chỉ vào anh Long nói anh ấy là gián điệp. Lúc này anh Long cũng đã nhìn rõ bộ mặt thực sự của bọn họ.
Nhưng điều khiến mọi người không ngờ được là, đột nhiên phù thủy bị đâm một cách kỳ lạ, cả người đầy máu, dường như cô ta đã bị bà đồng nhập. Điều này khiến dân làng rất hoảng sợ. Trưởng thôn để xóa bỏ nghi ngờ, giả vờ tha cho hai cha con anh Long, rồi hạ độc trong thức ăn của bọn họ. Con trai anh Long vô tình ăn phải. Anh Long ôm lấy xác con trai phát ra tiếng giống như loài thú bị tổn thương. Anh Long hoàn toàn trở thành người xấu. Anh ấy bôi hết bột mì lên người, dùng đá đạp nát tay mình, ném thịt vào trong hang động chuột, cho bọn chúng ăn. Sau đó bắt đầu thổi sáo, vừa đi vừa thổi vào đến trong làng. Phía sau anh ấy chính là hàng ngàn hàng vạn con chuột. Lúc này ánh trăng bị mây mù che lấp. Lời nguyền của bà Đồng cũng đã thành hiện thực. Đội quân chuột tràn vào ngôi làng. Người dân trong làng bị đàn chuột bao vây. Bọn họ sợ hãi bỏ chạy. Thậm chí có người còn bị chuột ăn hết hai chân. Cuối cùng tên trưởng thôn cũng biết sợ. Một tay ông ta cầm ngọn đuốc, một tay cầm kiếm. Điên cuồng vung vẩy vào đàn chuột xung quanh. Có người dân bị chuột cắn không còn ra hình dạng. Trưởng thôn độc ác liền giết anh ta. Sau đó còn dám mắng anh Long. Sao mày có thể làm thế? Mày có còn là người không? Thật sự là câu nói buồn cười nhất thế gian. Kẻ không còn chút nhân tính nào như ông ta lại quay ra chỉ trích người khác. Cuối cùng lão ta cũng không thoát khỏi luật nhân quả. Bị đàn chuột ăn hết không còn xương. Ngày hôm sau cả ngôi làng sạch sẽ, không có người cũng không có chuột. Chỉ còn lại những dụng cụ rơi đầy đất chứng minh chuyện đáng sợ tối qua. Đám trẻ trong làng tập trung lại tìm kiếm bố mẹ chúng. Anh Long giả dạng làm chú hề thổi sáo đưa hết đám trẻ vào trong hang động. Đám trẻ cứ thế vĩnh viễn bị nhốt trong hang động. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Bộ phim có tên là Người Thổi Sáo, cải biên từ một câu chuyện dân gian. Nhiều người tranh cãi về kết thúc phim, nhưng mình nghĩ rằng báo thù thực sự phải là thế này mới đúng. Khoảnh khắc con trai chết đi, anh Long cũng đã chết theo rồi. Anh ấy đã biến thành ác quỷ. Không có thương tiếc, không có tính người, chỉ có sự phẫn nộ, chỉ có sự chết chóc.